tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bassoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3, trượt rong bay. Một giờ sau, Marianne đi vòng vòng trong một căn phòng rộng mênh mông ở tầng trệt, còn bay dòm như một thanh đường, nhưng mở ra bằng những lỗ cửa rộng bằng sắt hướng ra vườn trồng cây trắc ba, có những cụm hồng tàn héo có sức làm ta tin rằng còn có mùa xuân. Trong căn phòng khác nghiêm khắc, có đồ đạc cứng nhắc bằng gỗ mun, có bức chân dung khổng lồ của một vị lãnh chúa, có bộ rong mép bảnh bao ngự trị, mặc một bộ lễ phục đinh trang sức và mũ gắn lông vũ, có một món trang sức lấp lánh như pháo hoa, một chiếc dao găm dài gắn đầy đá quý giặt trong thắt lưng lụa. Là ông toàn quyền Morosi đã quá cố, chồng của công nương, nhưng Marianne khi vào trong phòng này quá lớn cho một cuộc đàm đảo riêng tư, chỉ liếc nhìn bước chân dung một cách hờ hững, nàng cảm thấy căng thẳng, lo âu. Cuộc đối mặt bất ngờ này đối với nàng quá đột ngột. Sau bao lâu nàng thầm hy vọng một cách vô thức, trước khi cho rằng điều đó là không thể thực hiện, đã khiến nàng lạc hướng. Từ ngày nàng kết hôn với ngài Corrado Santana luôn là một câu đố vừa bức xúc vừa đáng thương, vì nàng cảm thấy tổn thương khi ngài không chấp nhận tin cậy nàng và lộ mặt. Cùng lúc đó, nàng đã mong muốn bằng tất cả trái tim rộng lượng mang đến một sự giúp đỡ xoa dịu đối với một số phận mà nàng đoán là rất tàn khốc và tuy nhiên là của người có tâm hồn cao quý và độ lượng dương giả, rõ ràng là cho rất nhiều và đòi rất ít. Nàng đã chân thành khóc ngài khi biết về cái chết khốn khổ của ngài, nhưng người ta đã nói trong tay một kẻ sát nhân mà ngài đã quá tin tưởng. Nàng đã mong thủ phạm bị trừng phạt và trước mặt Matteo Damiani hỗn xược khoe khoang tội ác của hắn, nàng cảm thấy mình thật sự là công nương Santana, người vợ trọn vẹn của ngài, như thể họ đã gắn bó nhau qua nhiều năm chung sống. Và bỗng nhiên người ta dội vào nàng những tin tức khiếp hãi. Hoàng thân có bí mật bi thảm không chết, ngài sắp xuất hiện trước mắt nàng, và nàng sẽ gặp ngài, có lẽ sờ được ngài trong không gian tương đối hạn hẹp của căn phòng này. Dù rất lớn đối với nàng, có vẻ quá nhỏ cho một sự kiện như thế. Kỵ sĩ ma, người chủ của Inderim lộng lẫy, người chỉ ra ngoài vào ban đêm và dưới một mặt nạ bằng da trắng, sắp đến đây thật khó hình dung. Ngài có còn mang chiếc mặt nạ mà nàng đã thoáng thấy vào cái đêm bi thảm đó. Maria đã trách mình không hỏi bà chủ nhà về điều đó. Và bây giờ đã quá trễ, công nương Morosi có vẻ như hoàn toàn biến mất. Lúc nãy, sau khi Maria trang điểm nhờ một bà hầu phòng chuyên nghiệp, một người hầu râu ria sòm sàm như một nhà tiên tri đến mời nàng xuống phòng khách tiếp tân, và nàng đã hy vọng gặp bà chủ nhà ở đó. Nhưng người hầu đã rút lui, lặng lẽ đóng cửa sau lưng anh ta và không trở lại nữa. Và Maria đã hiểu rằng nàng phải một mình đối đầu với khoảnh khắc có lẽ kịch tính nhất đời nàng. Giấc ngủ đã bắt đầu trong nhà của Rebecca, người Do Thái, đã kéo dài lâu vì mặt trời. Khi thức dậy, nàng cứ ngỡ là buổi sáng, bây giờ đã lặn sau những cuộn tơ đen của những cây cổ thụ. Ánh sáng màu hung đỏ của đá để trần trong căn phòng cổ xưa được xây dựng từ thời thập tự chinh dành cho thủ lĩnh mù Henri Dandolo đã khiến những mảnh bụi li ti nhảy múa trước đôi tay đeo găng của ông toàn quyền quá cố. Những tiếng động ngoài giường yếu dần, còn về thành phố vĩ đại, tiếng động chỉ thoa xuyên qua các bức tường dày của cung điện cổ xưa. Chẳng bao lâu, chúng ngừng hẳn khi tiếng kêu của loài chim biển gọi các tín đồ đi cầu nguyện vào buổi tối. Thần kinh co thắt, Maria nắm chặt đôi bàn tay vào nhau và cắn môi. Người khách đang gồm hơn là được hy vọng khi nào phải chờ đợi. Và Maria đã dừng lại một lát trước bức chân dung mà nàng nghiêm nghị nhìn mà không ý thức nhường đường cho người hầu râu ria sòm sàm đứng qua một bên và cúi gặp người thật sâu, trong khi một hình dáng màu trắng đứng trong khung cửa và trái tim của thiếu phụ xích lọt ra ngoài. Mặt nàng mở to vô hạn, môi nàng do tròn như không có tiếng động nào thoát ra,
khi người khách bước vào cùng với ánh sáng mặt trời, đến phiên mình nghiêng mình mà không nói một lời. Và Marianne thinh lặng như kinh hoàng, tuy nhiên hiểu rằng mình không mơ. Giữa tấm áo dài màu sáng và chiếc khăn xếp muslin trắng là gương mặt sẫm màu và đôi mắt xanh lam của Caleb đang quay về phía nàng. Thời gian như dừng lại, một sự im lặng thâm thẳm hình thành giữa hai người đã nối kết bằng quan hệ hôn nhân, tuy nhiên có quá nhiều điều ngăn cách. Theo bản năng cảm thấy ánh mắt mở to của mình có thể xúc phạm, Marianne đờ người trong khi một tình cảm nhẹ nhõm kỳ lạ xâm chiếm nàng, mặc dù những điều mà cha đỡ đầu của nàng và Donna Lavinia có thể nói với nàng, nàng chờ đợi điều tệ hơn, sẵn sàng phát hiện một sinh linh bị biến dạng tàn khốc, khó lòng chịu nổi khi nhìn thấy, nàng có thể nhận thấy là thực tế dù là lạ kỳ cũng không có gì đáng sợ. Nhớ đến cử chỉ đầu tiên của mình khi trên bon tàu phù thủy, nơi nàng đã gặp Caleb, Marianne thích thú ngắm gương mặt lộng lẫy và vô cảm này. Dù mang cái tên nào đi nữa, người đàn ông này có lẽ là người đẹp nhất mà nàng từng thấy. Trái lại, thực tế này đặt ra nhiều vấn đề và là vấn đề khó giải quyết. Trong đó có chuyện này, hoàng thân Santana cũng như thương gia Tuyệt Hồng Bay làm gì trên cột bùm tàu của Sa Sông như dáng vẻ của một nô lệ Ethiopia. Mặt khác, khi nhìn lại chàng, bây giờ nàng nhận ra cái nhãn hiệu Ethiopia đó là kỳ quái với chàng. Vì nếu làn da của Caleb giả hiệu thật sự sẫm màu, tuy nhiên vẫn không đạt đến màu đen thật sự của người bản xứ dùng này. Thấy nàng không quyết định nói trước và chỉ đưa mắt ngạc nhiên nhìn mình, Corrado Santana quyết định phá vỡ sự im lặng. Chàng dịu dàng nói bằng giọng khàn cố ý, như thể chàng sợ làm trạng thái ân phước này tan biến vì tình cảm mà chàng có thể đọc được trên mặt của thiếu phụ, không phải là cảm giác mà chàng từng lo sợ sẽ nhìn thấy. Không, đôi mắt to màu xanh lục đang ngắm chàng không phản ánh sự xua đuổi sợ hãi, chỉ là vô cùng ngạc nhiên. Chắc bây giờ nàng đã hiểu, chàng thì thầm. Không rời mắt khỏi chàng, Marianne lắc đầu. Không, tôi nghĩ rằng càng lúc tôi càng không hiểu, ngài không có gì đáng sợ, mà trái lại, thậm chí tôi có thể nói ngài rất đẹp, nhưng tôi cho rằng ngài biết điều đó. Vậy thì tại sao lại đeo mặt nạ, tại sao lại sống ẩn dật, tại sao lại bí mật như vậy? Đôi môi màu đồng thao có một nụ cười đớm buồn để lộ hàm răng sáng loá. Tôi nghĩ rằng một phụ nữ thuộc đẳng cấp như nàng sẽ đoán được nguyên nhân của thái độ này. Tôi mang gánh nặng một lầm lỗi không phải là của mình, cũng không phải là của mẹ tôi. Và tuy nhiên, người ta đã tước mất cuộc sống của bà. Nàng biết có phải không, sau khi tôi được sinh ra, cha tôi tưởng mình bị lừa, đã siết cổ mẹ tôi mà không ngờ rằng dòng máu da đen nhuộm màu cha tôi chính là do ông, chứ không phải ai khác, đã truyền lại mà ông không hề biết. Sao lại có thể? Nàng không biết về định lực di truyền có phải không? Còn tôi đã học được chúng vào tuổi hiểu biết. Một thầy thuốc bác học đã giải thích cho tôi biết làm thế nào đứa con của một người da đen và một người da trắng có thể không lộ ra chút dấu vết nào của nòi giống da đen. Nhưng đến lượt mình, đứa con đó lại cho ra đời một hậu duệ da đen. Nhưng làm sao cha tôi có thể tưởng tượng rằng mẹ của mình, con quỷ đã chơi bẩn cái nòi giống của chúng tôi, sinh ra ông ấy từ Hassan, nô lệ người Guinea của bà ấy, chứ không phải từ Sebastiano, chồng của bà. Ám ảnh về trường thế Satan của Lucinda, ông ngỡ rằng người mẹ đáng thương của tôi đã hư hỏng, mất danh dự, và ông đã giết bà. Tôi biết câu chuyện kinh khủng đó, Marianne thốt lên. Leonora Francis, tôi muốn nói là bà Crawford đã kể cho tôi nghe, thật tàn bạo và ngu ngốc. Hoàng thân nhún vai, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phản ứng như thế. Chính cha của nàng, có lẽ nếu cuộc phiêu lưu như thế đến với ông ấy, tôi không có quyền giận cha mình. Nhưng là ông đã để cho tôi sống, điều mà tôi không ca ngợi lắm. Tôi thích ông để mẹ tôi sống và xóa bỏ tôi hơn. Con quái vật đã làm ông mất danh dự. Có nhiều cay đắng trong giọng nói trầm và nghiêm nghị của con người, cuối cùng trong dòng họ Santana khi Maria xúc động.
Nàng ý thức được bỗng nhiên có hơi lố bịch trong cuộc đối mặt của họ giữa một căn phòng mênh mông gần như trống trải, và cố gắng mỉm cười, nàng chỉ một khung cửa sổ có hai chiếc ghế đá có lót gói đặt đối diện nhau. Ngài không muốn ngồi xa hoàng thân, chúng ta sẽ nói chuyện tốt hơn, và chúng ta có nhiều điều để nói, điều đó có thể dài. Nàng nghĩ vậy sao? Tôi không có ý định. Phu nhân áp đặt lâu cho nàng một sự có mặt làm cho nàng khổ sở. Hãy tin rằng nếu tình huống khác đi, chắc tôi không bao giờ chấp nhận dán lên cho nàng biết con người thật sự của tôi. Nàng tưởng tôi đã chết và chắc là tốt hơn nhiều vì nàng đã đau khổ nhiều vì tôi, trong khi tôi lại không muốn. Chúa làm chứng cho tôi khi kết hôn với nhau. Tôi mong ước bằng cả tấm lòng rằng nàng sẽ tìm được, nếu không phải là hạnh phúc, ít ra là sự nghỉ ngơi và an bình trong tâm hồn. Lần này nụ cười của Maria là bộc phát, và vì hoàng thân không cử lòng, chính nàng tiến thêm một bước đến gần chàng. Tôi biết rõ, nàng vui dàng nói, nhưng ngài hãy đến ngồi, tôi xin ngài. Nhưng ngài mới vừa nhắc, chúng ta đã kết hôn. Rất ít. Ngài nghĩ vậy sao? Chúa đã kết hợp chúng ta trong không ít chuyện, và ít ra chúng ta có thể là bạn. Chẳng phải ngài đã cứu mạng tôi vào đêm mà Matteo Damiani sắp giết tôi ở gần ngôi đền nhỏ đổ nát? Không phải ngài đã cứu thoát tôi khi giết hắn ở Veni sao? Nàng chẳng phải đã trả lại cho tôi khi cứu tôi thoát khỏi ngọn roi của John Layton sao? Chàng đáp trả. Nhưng chàng ngừng kháng cự để nàng đưa đến khung cửa sổ được mặt trời đỏ xâm chiếm. Bỗng gần hơn với chàng, Marianne ngửi lại mùi ngoại hương và thuốc lá thổ mà nàng còn nhớ vào đêm trước, kỷ niệm thoáng qua, và điều đó đưa nàng về sự kiện lạ lùng của đêm đó. Lúc này bị vứt vào bóng tối vì nỗi ngạc nhiên mà nàng vừa cảm thấy. Nàng không thể ngăn mình giặt câu hỏi thình lình đốt cháy môi nàng. Là ngài có phải không đã bắt cóc tôi từ nhà Rebecca tối qua? Công nương Morosi đã nói với tôi. Tôi không nghĩ đến việc phủ nhận. Đúng vậy, là tôi. Tại sao? Phu nhân, chuyện đó là một thành phần của những tình huống mà tôi liên tưởng đến lúc nãy. Và nếu không có nó, nàng có thể tiếp tục tin rằng tôi đã chết. Nó được tóm tắt bằng một chữ thôi. Đứa bé. Đứa bé. Chàng lại có nụ cười đượm buồn tạo nét duyên sâu sắc trên gương mặt gần như quá hoàn hảo. Bây giờ Marianne có thể nhìn chi tiết chàng ở gần trong ánh sáng và ngạc nhiên thấy mình còn nguyên sự ngưỡng mộ ngay lập tức mà nàng cảm nhận khi phát hiện chàng trên bon tàu phù thủy biển. Một vị thần bằng đồng thao, một con thú lộng lẫy. Lúc đó nàng đã nghĩ vậy, nhưng vị thần này có chân bằng đất sét và con giả thú lớn đã bị thương. Nàng quên lý do cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Khi người bạn cũ của tôi, Gauthier de Sage, đã nói về cháu gái của ông, cô ấy mang thai đứa con của Napoleon. Khi cưới cô ấy làm vợ, tôi có được người thừa kế xứng đáng nối tiếp một giống nòi cổ xưa, đứa bé mà tôi không còn dám hy vọng nữa, và tôi luôn từ chối tạo ra để không tiếp tục lời nguyền. Đứa bé đó, nàng đã mất nó trong đám cháy ở tòa đại sứ Áo cách đây hơn một năm. Nhưng hôm nay, nàng lại mang thai một đứa bé khác. Bỗng nhiên đỏ mặt, Marianne đứng dậy như thể một con ong giò giả vừa chích nàng. Bây giờ tất cả trở nên rõ ràng hơn nhiều đến nỗi nàng sợ phải hiểu. Ngài không muốn nói rằng, ngài mong muốn. Có chứ, tôi mong nàng giữ lại đứa bé này. Từ khi tôi đến đây, tôi cho canh chừng nhà của bà Do Thái. Bà ấy là người duy nhất mà nàng có thể yêu cầu cứu việc làm này mà không có nguy cơ bỏ mạng. Và điều đó tôi không muốn bằng bất cứ giá nào. Nàng thấy đó khi tôi hiểu rằng nàng lại chờ một đứa bé, tôi lại tiếp tục hy vọng. Marianne sừng sổ. Hy vọng, ngài đã dùng chữ đó. Tuy nhiên không phải ngài không biết, cũng dễ như ngài biết rất nhiều điều ai là tác giả của nó. Hoàng thân Santana chỉ cúi đầu ra hiểu đồng ý, nhưng không biểu lộ tình cảm nào khác. Trước gương mặt vô cảm này, cơn giận của Marianne bốc lên. Ngài biết, nàng kêu lên, ngài biết là tên đầy tớ đó, tên Damiani đã cưỡng hiếp tôi, buộc tôi phải chịu đựng hắn bao lần.
Tôi là vợ của ngài, hàng tuần mà tôi cứ tưởng chừng như mình phát điên. Và ngài dám nói với tôi rằng khổ hình đó đem lại cho ngài hy vọng. Ý đó của ngài có vượt qua giới hạn không? Tôi không nghĩ vậy. Chàng đáp trả lạnh lùng. Đàm Nha Ni đã trả nợ của hắn với nàng. Di chuyến mà hắn buộc nàng phải chịu đựng. Tôi đã giết hắn và giết ba kẻ nô lệ của hắn. Vì những điều hắn gây ra cho tôi hay vì điều hắn đã làm cho ngài. Ngài đã trả thù cho danh dự ô uế của tôi hay cho cái chết của đồ nhà La Vi Nha đáng thương. Chỉ cho nàng thôi hãy tin điều đó. Vì những gì liên quan đến tôi thì tôi vẫn còn sống. Và bà già La Vi Nha của tôi cũng còn sống như tôi. Bà đã nhanh trí giả chết khi Đàm Nha Ni tấn công bà. Và hắn tưởng đã hạ gục bà. Nhưng bà vẫn sống. Và tôi nghĩ rằng lúc này bà đang quản lý biệt thự của chúng tôi ở Luyết. Lại nói về Matteo, tên khốn nạn đó, dù hắn phạm tội ác và xấu xa, thì hắn cũng có cùng dòng máu với tôi. Một tên vô lại, đương nhiên, nhưng là một người Santana có thật và gần hơn con trai của Napoleon. Nếu trong chốc lát Marianne cảm thấy nhượng bộ vì thông tin rằng Donna Lavinia còn sống, nàng vẫn không ít tổn thương vì sự so sánh và nàng hung hăng nói tiếp. Nhưng tôi ghét cay đét đắng cái hồi ức về con người đó và tôi ghê tởm về vật mà tôi đang mang trong mình. Cái vật mà tôi từ chối gọi tên là một đứa bé và tôi không muốn ngài có nghe không. Tôi không muốn có nó bằng bất cứ giá nào. Nàng phải biết điều, dù nàng muốn hay không, cái vật đó như nàng nói cũng vẫn là một sinh mạng bây giờ đã tượng hình hoàn toàn. Chỉ là máu và thịt của nàng táo dẫn nó. Nó là một phần của nàng và cũng được tạo thành như một đứa bé dùng giải chống một sự hiển nhiên đáng gờm. Marianne phản đối. Không, không, không thể nào. Điều đó không thể có và tôi không muốn như vậy. Nào, nàng không thành thực vì nàng sẽ không phản kháng mãnh liệt như thế. Nếu trái tim nàng tự do, nếu Jason Beaufort không bắn qua đời nàng, làm gì anh ta... Chỉ vì anh ta mà nàng muốn dứt bỏ đứa bé này. Đó không phải là một lời trách cứ, chỉ là một nhận xét bình lặng. Nhưng trong ánh mắt màu xanh lam nhìn vào mắt nàng, Marianne chưa có thể đọc được biết bao u buồn, nhẫn nhục. Đến nỗi khi cao giọng đòi hỏi quyền được yêu và quyền sống với tình yêu, nàng chợt nhớ kịp lúc mình đang mang tên của người đàn ông này và rằng ra sông về phần anh. Ngày kia đã xử tử chàng bằng roi. Hơi ngượng ngùng, nàng quay đầu đi. Sao ngài biết? Chàng có một cử chỉ mơ hồ và một lần nữa nhún vai. Tôi biết nhiều điều liên quan đến nàng. Phu nhân, đầu tiên qua cha đỡ đầu của nàng mà tôi yêu mến sâu sắc vì ông ấy là hiện thân của lòng tốt, sự thông cảm. Và rồi không phải rất bình thường khi tôi quan tâm đến cuộc sống của nàng. Không... Chàng dội nói thêm khi lưu ý đến cử chỉ phản đối của thiếu phụ. Tôi không cho gián điệp theo dõi nàng. Ít ra không trực tiếp là điều không xứng với nàng cũng như với tôi. Nhưng một người khác đã làm điều đó, dù tôi đã ra lệnh và không nói hết với tôi. Còn phần lớn những điều tôi hiểu biết là nhờ chính hoàng đế. Từ hoàng đế, phải đó, sau cuộc phiêu lưu hôn nhân của chúng ta, thật tự nhiên và khách sáo khi chính tôi phải thông báo cho ngài biết. Và tôi trao cho ngài một lòng tin liên quan đến nàng. Vì tôi cho con ngài tên của mình, ngài đã trả lời tôi và cứ thế nhiều lần. Còn một khoảng im lặng mà Marianne dùng để suy nghĩ về điều nàng được biết. Không khó khăn gì để đoán lý lịch của kẻ đã theo dõi nàng. Đương nhiên là Matteo Damiani. Nhưng việc trao đổi thư từ giữa Napoleon và hoàng thân Santana khiến nàng hơi ngạc nhiên. Làm gì khi nàng từ Bretagne về với François Huyết Đốc, hoàng đế mới nói nàng mong muốn thấy nàng trở lại mái ấm gia đình và trưng ra một bức thư của hoàng thân. Nàng không biết rõ nên hiểu điều đó như một bằng chứng của tình thương mến hay bằng chứng của sự nghi ngờ. Nhưng nàng khích không đào sâu hơn vào lúc này vì có nhiều điều vẫn mờ mịt và nàng muốn làm sáng tỏ, tôn trọng sự im lặng của nàng. Corrado quay đầu sát giường, nơi bóng tối dần xâm chiếm. Mặt trời chỉ còn hiện ra sau hàng cây được tỏa hào quang một cách bi thảm, thành những vệt dài màu đỏ tía và vàng kim. Trong phòng, hơi mặt len lỏi vào trong khi tiếng kêu của chim biển
ngân lên trong không khí từ mọi phía. Marianne khoác lên vai tấm khăn tròn bằng lụa màu xanh lục đã tuột xuống. Có phải cũng là hoàng đế đã cho ngài biết chuyến đi của Jason Beaufort đến Venice? Sau cùng nàng nói sau khi hơi do dự. Không, lúc đó tôi ở trong tình trạng không thể biết được điều gì. Tôi biết cái bẫy mà người ta đã giăng ra với nàng rơi vào. Và chuyện tiếp theo sau đó, vợ chính Matteo nói tham vọng đã chấm dứt. Tôi nghĩ vậy khi ăn qua điên. Tôi bị xiềng xích, bất lực và hẳn vui thích khi kể chi tiết cho tôi tất cả những chuyện đó. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cho rằng để hưởng thụ niềm vui đó mà hắn để tôi sống. Lúc đó, làm sao ngài lên tàu phù thủy? Chàng có một nụ cười kỳ lạ, hơi rụt rè mà không vui. Lần này là do ngẫu nhiên làm nên chuyện. Khi tôi được giải thoát, ban đầu tôi chỉ có một ý định thực hiện công lý và giải thoát cho nàng, mà nàng không thể thấy tôi. Damiani nói với tôi rằng nàng tưởng tôi chết, và tôi thấy không có lý do nào cải chính với nàng. Tuy nhiên, hắn có nói với ngài là hắn muốn có được từ tôi người thừa kế dòng họ Santana mà hắn cần không? Thật vậy, nhưng tôi thấy hắn bệnh hoạn, nghiện thuốc nặng, gần như điên rồ, và tôi không tin hắn có thể thành công. Tôi đã đánh và bỏ trốn để không gây cho cảnh sát hoàng gia những vụ việc khó khăn. Tôi muốn đến Luyết, nơi duy nhất mà tôi có thể được nhận ra mà không gặp nguy hiểm. Trong phòng của Matteo, tôi đã tìm thấy một chút vàng. Điều đó cho phép tôi đến Chioggia, được một người lái đò đưa đến. Và ở đó sự ngẫu nhiên mà tôi nói với nàng bắt đầu đùa giỡn. Khi tôi thấy chiếc tàu buôn Mỹ và gương mặt trên mỗi tàu, đã từ lâu tôi biết ai là thuyền trưởng. Nhưng hình của nàng cho tôi biết rằng mình không lầm, và tôi muốn biết hiện chiếc tàu này có đến vì nàng không. Chuyện sau đó nàng đã biết, tôi nghĩ vậy, và tôi mong rằng xin nàng tha thứ. Tôi tha thứ cho ngài điều gì? Vì không thắng được sự thúc đẩy đã đưa tôi đến con tàu đó. Tuy nhiên tôi đã thề rằng không bao giờ cản đường đời của nàng. Nhưng ngày hôm đó tôi đã không cưỡng được, tôi phải gặp Beaufort, tôi phải biết anh ta. Điều đó còn mạnh hơn chính tôi. Lần đầu tiên từ khi chàng xuất hiện, Marianne mỉm cười. Cơn bực bội lúc nãy vẫn còn run rẩy trong lòng nàng, nhưng nàng không thể ngăn mình chợt thấy cảm mến người đàn ông lạ lùng và bất hạnh này. Đừng tiếc nuối điều ấy. Không có ngài, tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao dọc chuyến đi quả ngục này. Và ông bạn thân Sullivan của tôi giờ này sẽ là nô lệ hay còn tệ hơn nữa. Còn về thuyền trưởng Beaufort, anh ấy không tránh khỏi số phận bi thảm, không phải là vì ngài. Giọng của nàng vỡ ra, hiểu rằng mình sắp bị nỗi xúc động cuốn đi. Nàng dừng lại, chỉ cái tên của Jason đã làm nàng chao đảo, và tuy nhiên nàng ý thức rằng chàng đã di chuyển đến đây, và dù sự thỏa thuận của họ là không bình thường, hoàng thân Santana chỉ có thể khó chịu khi nhắc đến người tình của vợ mình. Mặt khác, chàng đột ngột đứng dậy, quay lưng với nàng, đi vài bước trong phòng. Như xưa trên bon chiếc phù thủy, Marianne đã ấn tượng vì sự dẻo dai thư thái của dáng đi chàng và có cảm tưởng sức mạnh được ẩn chứa trong đó. Nhưng nàng phát hiện rằng ngay cả khi lộ mặt, ngay sau khi vứt bỏ chiếc mặt nạ bằng da mà sắc trắng đã tự giải thích, người đàn ông này vẫn là câu đố khó giải mã.